Xin chào, mình là Thu Trang và bạn đang đến với bài thiền quan sát hơi thở cùng Breath. Quan sát hơi thở là kỹ thuật thiền nền tảng của thiền định hiện thức. Bất kể bạn mới tập thiền hay đã thiền lâu năm, bạn có thể dùng hơi thở như đối tượng quan sát bất kể bạn đang làm gì và ở đâu. Khi quan sát hơi thở, chúng ta chỉ đơn giản hướng sự chú ý vào nhịp thở tự nhiên của cơ thể, vào cảm giác vật lý của hơi thở khi bạn hít vào và thở ra. Thực hành thiền quan sát hơi thở giúp chúng ta nuôi dưỡng đồng thời khả năng tập trung và hiện thức. Khi thực hành bài tập này, chúng ta không chỉ học cách giữ sự tập trung một cách ổn định vào hơi thở, mà còn học cách nhận diện được suy nghĩ của chính mình. Mỗi lần bạn nhận ra mình đang phân tâm là một cơ hội để bạn học cách tách mình ra khỏi suy nghĩ, đóng vai trò người quan sát thay vì bị nhấn chìm vào dòng thác suy nghĩ. Bằng cách chuyển từ trạng thái suy nghĩ sang trạng thái quan sát và cảm nhận hơi thở, chúng ta đang nuôi dưỡng khả năng lưu giữ tâm trí ở thời điểm hiện tại, thay vì luôn đắm mình trong suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Trước hết, hãy tìm cho mình một tư thế thoải mái nhưng vững chắc và tỉnh táo. Bạn có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi khoanh chân dưới sàn. Giữ lưng thẳng và tưởng tượng đầu bạn được treo bằng một sợi dây nối lên trần nhà. Thả lỏng vai, tay đặt trong lòng hoặc trên đùi. Mở mắt và hít thở sâu một vài lần. Hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra thật từ từ bằng miệng. Lặp lại 3 lần. Bây giờ, hãy trở về với nhịp thở tự nhiên của mình và từ từ nhắm mắt. Và dành một vài khoảnh khắc để kết nối với hiện tại. Cảm nhận cơ thể bạn đang ngồi đây, ngay trong căn phòng này, tại thời điểm này. Không cần phải đi bất cứ đâu hay làm bất cứ điều gì. Hãy buông bỏ mọi lo lắng, trách nhiệm, mọi việc phải làm. Chỉ đơn giản nghỉ ngơi và thư giãn. Bây giờ, hãy hướng sự chú ý vào hơi thở của mình. Nhận thức được đâu là nhịp hít vào và đâu là nhịp thở ra. Hít vào và bạn biết mình đang hít vào. Thở ra và bạn biết mình đang thở ra. Không cố gắng thay đổi tốc độ hay nhịp thở, chỉ cần theo dõi nhịp thở tự nhiên của mình. Hít vào và thở ra. Giữ sự chú tâm vào hơi thở
nhưng đừng quá tập trung. Thiền định là sự cân bằng giữa cố gắng và thoải mái. Giữ sự chú tâm vào hơi thở giống như một cánh bướm đậu trên một nhành hoa, nhẹ nhàng và tinh tế. Tiếp tục theo dõi chu kỳ thở của mình. Bạn có thể nhủ thầm trong đầu: vào, ra, vào, ra. Vẫn dõi theo chu trình thở của mình, hãy xác định khoảng dừng ngắn ngủi giữa hai nhịp thở. Hít vào, dừng, thở ra, dừng, hít vào. Tiếp tục theo dõi chu kỳ thở trong giây lát. Có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ bị phân tâm bởi suy nghĩ, hồi ức, tính toán. Ngay khi nhận ra mình phân tâm, hãy nhẹ nhàng buông bỏ suy nghĩ và quay trở lại quan sát hơi thở. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cảm giác hơi thở trong cơ thể mình. Bằng cách nào bạn biết mình đang thở? Đó có thể là cảm giác hơi thở ở ngực hoặc ở bụng, phồng lên khi hít vào và hạ xuống khi thở ra. Cảm nhận bất kỳ chuyển động, áp lực hay thả lỏng ở ngực và bụng. Đó cũng có thể là cảm giác ở thành mũi,
bạn có thấy mát khi không khí đi vào và ấm khi không khí đi ra khỏi mũi. Hãy chú ý xem bạn cảm nhận được hơi thở rõ ràng nhất ở đâu trong cơ thể. Nơi bạn có thể cảm nhận hơi thở một cách rõ rệt nhất, hãy nhẹ nhàng giữ sự chú ý của bạn vào nơi đó. Ngực, bụng hay thành mũi. Nếu bạn thấy chưa quen với việc cảm nhận hơi thở theo cách này, bạn có thể đặt lòng bàn tay lên bụng và chú ý cách tay bạn di chuyển lên và xuống như thế nào theo từng nhịp thở. Bây giờ, hãy để bản thân cảm nhận 3 nhịp thở vào và ra tiếp theo. Cảm nhận tâm trí bạn dần trở nên thư thái và cơ thể bạn dần trở nên thả lỏng. Hãy tiếp tục với 3 nhịp thở tiếp theo. Tiếp tục giữ sự chú ý nhẹ nhàng và tinh tế vào cảm giác của hơi thở. Bây giờ, hãy xem liệu bạn có thể cảm nhận được 4, 5 hoặc 6 nhịp thở liên tiếp hay không? Có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ bị phân tâm khỏi hơi thở. Ngay khi nhận ra mình đang phân tâm, không phán xét, không bực bội, hãy nhẹ nhàng tách mình ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Nhủ thầm trong đầu, suy nghĩ, suy nghĩ. Coi đó chỉ là một suy nghĩ, một hoạt động của tâm trí. Hãy xem điều gì xảy ra với suy nghĩ khi bạn quan sát nó mà không bị cuốn vào nội dung của nó. Suy nghĩ còn ở đó hay đã biến mất? Khi suy nghĩ đi qua, hãy nhẹ nhàng quay trở lại với hơi thở. Hãy tiếp tục quan sát và cảm nhận hơi thở của mình. Để kết thúc bài thiền này, chúng ta có thể cùng nhau hít thở sâu, hít vào và thở ra, hít vào và thở ra, hít vào và thở ra.
sau đó bạn có thể từ từ mở mắt. Hãy dành một khoảnh khắc để quan sát không gian xung quanh bạn. Hãy hướng vào bên trong và xác định cảm giác lúc này của bạn. Bạn cảm thấy như thế nào? Có lẽ đó là một cảm giác thư thái và dễ chịu. Hoặc cũng có thể bạn cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể tập trung vào hơi thở. Bất kể bạn cảm thấy như thế nào, hãy công nhận và chấp nhận sự tồn tại của cảm giác như một phần của trải nghiệm hiện tại. Hãy tập bài tập này mỗi sáng khi vừa thức dậy, hoặc mỗi tối trước khi đi ngủ, hay bất cứ khi nào bạn có thời gian dành cho riêng mình. Đó là cách chúng ta nuôi dưỡng sự tập trung và khả năng hiện thức. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài thiền tiếp theo.